Mèo 2K4 lột clip và hệ lụy từ những việc giới trẻ thích tự quay cảnh nóng. Những ngày gần đây, sự việc cô nàng streamer có nickname Mèo 2K4 bị nghi lột clip nóng đã gây xôn xao trong cộng đồng. Dựa vào hình xăm trên ngực của người nữ, cư dân mạng đã ngay lập tức liên tưởng và cho rằng nữ chính đích thị là Mèo 2K4. Mặc dù chưa được xác nhận, tuy nhiên các từ khóa như Mèo 2K4 ăn kem, Mèo 2K4 lột clip đã leo top thịnh hành. Chưa rõ thực hư, liệu người trong đoạn video có đúng là nữ streamer này hay không, cộng đồng đã nhanh chóng bàn tán. Có lẽ không chịu nổi áp lực trước cộng đồng, nữ streamer Mèo 2K4 đã phải nhập viện cấp cứu và fanpage của cô nàng đã có những phát ngôn đầu tiên sau sự việc. Clip nóng, thể hiện đẳng cấp giới trẻ. Thích mới lạ, đột phá khác người và chống lại những giá trị chuẩn mực mới là chứng tỏ mình. Với suy nghĩ đơn giản như thế, một số các bạn trẻ đã không ngần ngại tung lên mạng những bức ảnh đầy vẻ sexy, hở hang khiêu gợi, thậm chí chẳng mặc đồ với đủ các kiểu dáng khác nhau. Thậm chí là những clip phong the tự quay lại. Hầu như trên các trang mạng xã hội như Facebook, blog hay trên các forum, hình ảnh sex và clip tự quay mang tính dục của giới trẻ ngày càng nhiều và rất đa dạng. Có thể nhận thấy, xu hướng tự quay, tự chụp ảnh, clip sex ngày càng gia tăng và nghiêm trọng. Rất nhiều các bạn trẻ ngày nay có sở thích chụp ảnh nude và truyền tải nó qua điện thoại và Internet. Nhiều bạn trẻ cho rằng, khi đã là người yêu của nhau, hai người quay clip sex hay chụp lại ảnh nóng để làm kỷ niệm là chuyện bình thường. Nhưng cũng không ít người lại nghĩ đó là điều không nên vì nguy cơ rủi ro cao. Có hàng trăm lý do để giải thích chuyện các bạn trẻ thích tự quay clip nóng của chính mình. Đa phần là do học đòi, bắt chước và thích thể hiện mình đẳng cấp, chịu chơi với bạn bè đồng lứa. Cũng có những cô, cậu lại muốn nhờ đó mà tạo được scandal để nổi tiếng. Nhưng cũng có những người lại muốn ghi lại những hình ảnh mặn nồng nhất của tình yêu để có thể xem lại bất cứ lúc nào thấy hứng thú. Điều đáng lo ngại, hầu như chủ nhân của các bức ảnh sexy clip nóng lại hoàn toàn chủ động và những diễn viên đều rất tự nguyện cởi đồ để bán mình cho khuôn hình. Vì thế, việc quay clip sex chụp ảnh nóng bị tung lên mạng, sau đó là sự hối hận, giải thích, khóc lóc, vẫn cứ tiếp diễn. Và thiệt thòi vẫn thuộc về các bạn ngay cả khi bạn chủ động hay bị động trở thành nạn nhân. Nên hãy biết nói không và dừng đúng lúc trước những cám dỗ, tình huống nhạy cảm trong cuộc sống. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên gia nam khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, một số cặp đôi muốn tìm cảm giác mạnh, họ thích quay lại clip khi ân ái. Ngoài ra, một số trường hợp bản thân những người quay clip lại có ý đồ, một số có ý dư lại khoảnh khắc làm kỷ niệm cho riêng mình. Một số thì có ý muốn quay lại để tạo nên scandal, nhất là những người có lượng fan đông đảo. Không riêng gì quay clip sex, việc phô trương hình thể lên mạng xã hội cũng là một trào lưu cần tẩy chay mạnh mẽ. Thạc sĩ Liên cho rằng, việc phơi bày thân thể ở trên mạng xã hội có thể là đối tượng hoang tưởng về sex. Ở một số đối tượng rối loạn tâm thần nhiều bệnh lý về tình dục như phô dâm, thị dâm, muốn cho người khác biết về mình và khi bị bệnh lý, họ cần được tư vấn và điều trị. Tuy nhiên, số bệnh lý này không phải là nhiều, mà đa số là lối sống lệch lạc của nhiều người. Bác sĩ Liên cho rằng, mọi người cần hiểu khi yêu thì cái gì cũng cho nhau được, nhưng không thích nhau nữa thì dở những thủ đoạn tìm cách hạ nhục nhau, hạ nhân phẩm của nhau và đưa ra những clip cảnh ân ái của hai người. Một số trường hợp có quay clip ân ái lại, nhưng vô tình máy tính, điện thoại, máy ảnh rơi vào tay người thứ ba và bị tung lên mạng. Nữ streamer Mèo 2K4 không phải là trường hợp đầu tiên bị tung những hình ảnh nhạy cảm riêng tư lên mạng xã hội. Trước đó, còn có rất nhiều người nổi tiếng cũng bị tương tự và lành những hậu quả không hề nhẹ. Từng gây chấn động một thời, Hoàng Thùy Linh từng gây chấn động dư luận khi lột clip phong the vào năm 2007. Hình tượng trong sáng, hồn nhiên mà Hoàng Thùy Linh xây dựng qua vai diễn trong bộ phim Nhật ký Phan Anh phát sóng trên VTV3 bị sụp đổ hoàn toàn. Dư luận, phụ huynh lên tiếng phản ứng gay gắt, phía nhà đài cũng tạm ngừng phát sóng series phim này. Cô cho biết, người bạn trai trong đoạn clip đó không phải là người phát tán đoạn clip nhạy cảm, mà là sự cố ngoài ý muốn do kẻ xấu gây ra. Thời điểm đó, Hoàng Thùy Linh gần như rút lui khỏi showbiz, không tham gia bất kỳ phim hay sự kiện nào. Mãi đến những năm gần đây, tên tuổi của cô nàng mới rạng danh trở lại. Hivi Alice là cái tên chắc chắn Việt Nam không còn xa lạ với người hâm mộ Free Fry Việt Nam. Cô thu hút một lượng lớn fan đông đảo bởi giọng nói dễ thương, ngoại hình vô cùng xinh xắn và duyên dáng. Thế nhưng, vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi nữ streamer Hivi Alice bị lộ clip nhạy cảm. Đối với cộng đồng game thủ nói chung và nữ cá nhân streamer này nói riêng, thì đây là một cú sốc tương đối lớn về mặt tinh thần. Đặc biệt là Alice vẫn còn quá trẻ. Bạn trai của Alice, người xuất hiện trong clip đã cho biết, nữ streamer này từng nghĩ đến chuyện dại dột và anh phải luôn sát cánh bên cạnh để bảo vệ người mình yêu. Sau cú sốc rất lớn về mặt tinh thần, nữ streamer Alice đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
gửi lời xin lỗi tới những người có liên quan và giải bày tâm sự về sự cố này trên chính kênh YouTube của mình. Cô cho biết, quãng thời gian vừa qua thực sự là chuỗi ngày kinh khủng nhất trong suốt 17 năm qua. Chuyên gia tâm lý cho rằng, việc ghi lại các clip nóng làm kỷ niệm không vi phạm pháp luật, nhưng giới trẻ, đặc biệt là người nổi tiếng nên có trách nhiệm gìn giữ, bảo mật những hình ảnh này. Tung clip sex lên mạng, bị xử lý như thế nào? Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền nhân thân được ghi nhận và pháp luật bảo vệ theo luật hiện hành. Mọi hành vi đi ngược lại với điều này là vi phạm pháp luật. Hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác mà không được sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín là vi phạm các điều 32, điều 34 và điều 38 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Không chỉ bị xử lý dân sự, người tung clip nóng của người khác lên mạng còn bị xử lý hình sự. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 121 Bộ Luật Hình sự về tội làm nhục người khác. Theo nội dung vụ việc, hành vi của các cá nhân phát tán clip nhạy cảm của người khác bị cấm và có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp của nữ streamer Mèo 2K4, người phạm tội đã truy cập trái phép vào mạng máy tính để đánh cắp dữ liệu trái phép từ camera nhà riêng của nữ streamer. Hình phạt trong các tội danh liên quan đến việc phát tán hình ảnh riêng tư, nhạy cảm có thể lên tới 15 năm tù giam. Ngoài ra, từ việc truy cập trái phép này mà người phạm tội sử dụng dữ liệu chiếm đoạt đó để thực hiện các hành vi phạm tội khác thì sẽ bị xử lý theo hành vi phạm tội đó. Trong trường hợp bị tung clip nhạy cảm, các nạn nhân khi rơi vào tình huống này cần khẩn trương có đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an để tiến hành điều tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi phát tán clip, hình ảnh.